Ví dụ 1, chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thuộc n sao thì 1 cộng 3 cộng 5 cộng đến 2n trừ 1 sẽ bằng n bình. Đây là tổng các số tự nhiên lẻ, bắt đầu từ 1 và kết thúc là 2n trừ 1. Với trường hợp bài toán này thì chúng ta cũng có nhiều cách. Một trong những cách đó là phương pháp quy nạp toán học. Thì thầy sẽ trình bày theo hai bước. Bước 1, chúng ta thử với n bằng 1 thì rõ ràng 1 sẽ bằng 1 bình phương, hay là 1 bằng 1, chứng tỏ đẳng thức 1 này đúng. Bước 2, để cho ngắn gọn thì thầy sẽ đặt tổng ở bên trái là S, Sn. Sn có nghĩa là tổng từ 1 đến 2n trừ 1. Bây giờ ta sẽ giả sử đẳng thức đúng với n bằng k lớn hơn bằng 1. Đẳng thức đúng với n bằng k tức là Sk sẽ bằng k bình phương. Sk nó chính là 1 cộng 3 cộng 5 cộng đến 2k trừ 1. Đây, nó chính là giả thiết quy nạp của chúng ta. Và bước cuối cùng ta phải chứng minh đẳng thức nó cũng đúng với n bằng k cộng 1. Tức là Sk cộng 1 nó sẽ bằng k cộng 1 bình phương. Sk cộng 1 nó là gì? Nó là 1 cộng 3 cộng 5 cộng đến 2k trừ 1 và cộng đến 2k cộng 1 trừ đi 1. Đây chính là bài toán mới mà chúng ta cần giải quyết. Bài toán mới là chứng minh Sk cộng 1 bằng k cộng 1 bình phương với giả thiết là Sk bằng k bình phương. Chứng minh điều này có khó hay không? Nó không khó một chút nào. Bởi vì chúng ta đã có giả thiết Sk bằng k bình phương, cho nên ta thấy là gì? Sk cộng 1 nó chính là Sk. Đây, đây nó là Sk cộng với 2k cộng 1 trừ 1. 2k cộng 1 trừ 1 nó là 2k cộng 2 trừ đi 1, và nó bằng 2k cộng 1. Sk lại bằng k bình phương, cho nên Sk cộng 1 sẽ bằng k bình phương cộng 2k cộng 1. Dựa vào đẳng thức thì nó chính là a cộng và nó chính bằng k cộng 1 bình phương. Đây là hàng đẳng thức chúng ta đã học từ lớp 8 rồi. Như vậy thì đến đây ta có thể kết luận là đẳng thức 1 nó đúng với mọi n thuộc n sao. Qua bài toán này thì chúng ta thấy là áp dụng phương pháp quy nạp toán học thì ta đã đưa bài toán ban đầu về bài toán mới. Bài toán mới là chứng minh Sk cộng 1 bằng k cộng bình phương dựa vào giả thuyết quy nạp là Sk bằng k bình phương. Và ta đã thấy tác dụng của việc này, đó là chứng minh bài toán mới này rất đơn giản. Ta sang ví dụ thứ hai, nó chính là bài toán ban đầu mà thầy đã đưa ra. Đó là chứng minh mệnh đề Qn 2 mũ n lớn hơn n đúng với mọi n thuộc n sao. Bước 1, ta cũng kiểm tra mệnh đề đúng với n bằng 1, hay nói cách khác là n là số nhỏ nhất trong tập số tự nhiên, khác không? Thì rõ ràng Q1 là 2 mũ 1 lớn hơn 1, Q1 đúng. Bước 2, giả sử Qn đúng với n bằng k lớn hơn bằng 1. Có nghĩa là 2 mũ k lớn hơn k. Bây giờ ta sẽ phải chứng minh Qn cũng đúng với n bằng k cộng 1. Qn đúng với n bằng k cộng 1 tức là gì? Tức là 2 mũ k cộng 1 lớn hơn k cộng 1. Ý tưởng của chúng ta là cũng sử dụng giả thuyết quy nạp để chứng minh điều này. Vậy thì làm thế nào chúng ta sử dụng được giả thuyết quy nạp? Giả thuyết quy nạp có 2 mũ k và có k thì ta cũng biến đổi các vế của bậc đẳng thức này có 2 mũ k và k. Thì thầy sẽ viết lại là gì? Thầy đặt đây là bậc đẳng thức 1 đi. Thì 1 sẽ tương đương với là 2 mũ k cộng 1, thì thầy sẽ viết là 2 mũ k nhân 2 lớn hơn k cộng 1. Bây giờ thầy chuyển vế thì thầy có thể viết lại là như sau, là 2 mũ k trừ k cộng 2 mũ k trừ 1 lớn hơn 0. Tại sao lại viết được như thế này? Bởi vì 2 mũ k nhân 2 nó chính là 2 mũ k cộng 2 mũ k. Thì đến đây chúng ta thấy là 2 mũ k trừ k nó lớn hơn 0. Ta thấy là 2 mũ k trừ k lớn hơn 0 vì giả thiết quy nạp.
Và 2 mũ K trừ 1 nó cũng lớn hơn 0. Vì sao? Vì là K của chúng ta là lớn hơn bằng 1, cho nên 2 mũ K nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 mũ 1 bằng 2. Cho nên 2 mũ K trừ 1 chắc chắn lớn hơn 0. Từ hai điều này thì chúng ta có thể kết luận là bất đẳng thức 2 này nó luôn đúng. 2 luôn đúng thì 1 cũng sẽ luôn đúng. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận là QN nó đúng với mọi N thuộc N sao. Bài toán này thì bước 2 chúng ta đã sinh ra một bài toán mới, đó là chứng minh 2 mũ K cộng 1 lớn hơn K cộng 1 với giả thiết là 2 mũ K đã lớn hơn K. Và ta lại áp dụng biến đổi một cách khéo léo thì ta đã chứng minh được là 2 mũ K cộng 1 lớn hơn K cộng 1. Ý tưởng là ta sẽ biến đổi các biểu thức với K cộng 1 về các biểu thức với K hay là biểu thức ở giả thiết quy nạp như thầy đã làm ở đây. Ta đến với ví dụ 3, là ví dụ cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Cho hai số 3 mũ N và 8 N với N thuộc N sao. Bây giờ hãy so sánh hai số này trong trường hợp N bằng 1, 2, 3, 4 hoặc 5. Thì cũng giống như bài toán thầy đặt ra ở đầu bài giảng, ta cũng sẽ lập bảng. Với N bằng 1 thì 3 mũ N bằng 3, 8 N bằng 8. Ta thấy 3 nhỏ hơn 8. N bằng 2 là 9 và 16, 9 nhỏ hơn 16. N bằng 3, 3 mũ 3 bằng 27, 8 x 3 24, 27 lớn hơn 24. Chúng ta thấy là đến trường hợp N bằng 3 thì dòng so sánh đã đổi từ nhỏ hơn sang lớn hơn. N bằng 4 thì sao? N bằng 4 thì 3 mũ 4 bằng 81, 8 x 4 32, 81 cũng lớn hơn 32. Và với N bằng 5 cũng tương tự như thế, 3 mũ N nó cũng sẽ lớn hơn 8N. Như vậy thì có phải chăng là từ N bằng 3 trở đi thì 3 mũ N sẽ lớn hơn 8N hay không? Về mặt trực giác thì chúng ta thấy ngay điều này là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì 3 mũ N nó tăng với cấp độ rất là nhanh, còn 8N nó sẽ tăng chậm hơn. Ta thấy là từ N bằng 2 đến N bằng 3 nó đã tăng từ 9 đến 27, còn 8N nó chỉ tăng từ 16 đến 24. Tương tự như vậy từ N bằng 3 đến N bằng 4. Như vậy thì ta có thể dự đoán được một kết quả tổng quát là gì? Là 3 mũ N lớn hơn 8N với mọi N lớn hơn hoặc bằng 3. Và để chứng minh điều này, ta cũng sẽ sử dụng phương pháp quy nạp toán học. Phương pháp quy nạp toán học ở đây ta sẽ áp dụng. Bước 1, ta sẽ kiểm tra mệnh đề không phải là đúng với N bằng 1 nữa, mà đúng với N bằng 3. N bằng 3 thì rõ ràng bất đẳng thức đúng. Và giả thiết quy nạp ở đây sẽ là gì? Giả sử bất đẳng thức đúng với N bằng K lớn hơn bằng 3. Như vậy thì với một bài toán liên quan đến số tự nhiên thì không phải lúc nào nó cũng đúng với mọi N thuộc tập số tự nhiên khác không, mà nó có thể xuất phát từ N lớn hơn bằng 3, 4 hay là 5, vân vân. Thầy gọi chung là nó lớn hơn bằng số P nào đó. Thì đầu tiên chúng ta cũng kiểm tra mệnh đề đúng với N bằng P. Sau đó chúng ta sẽ giả thiết mệnh đề đúng với số tự nhiên N bằng K lớn hơn bằng P. Trong trường hợp bài toán này, P của chúng ta bằng 3. Thì bất đẳng thức đúng với N bằng K lớn hơn bằng 3, tức là 3 mũ K lớn hơn 8K. Thầy gọi đây là bất đẳng thức 1. Thế thì N đúng với K cộng 1, tức là 3 mũ K cộng 1 sẽ lớn hơn 8K cộng 1. Thì đến đây thầy sẽ trình bày hơi khác một chút, là thầy không viết là ta phải chứng minh 3 mũ K cộng 1 lớn hơn 8K cộng 1 nữa, mà thầy sẽ dựa ngay vào giả thuyết quy nạp để thầy biến đổi. Thầy sẽ nhân hai vế của bất đẳng thức 1 với 3, thì hai vế của 1 trở thành là 3 mũ K cộng 1 lớn hơn 24K. Và làm sao chúng ta có thể áp dụng được giả thuyết quy nạp là 3 mũ K lớn hơn 8K? Thì thầy sẽ viết 24K thành 8K cộng 1. Thầy thiếu 16K và thầy đã thừa đi 8. Như vậy thầy phải cộng 16K trừ 8. Ta thấy là gì? 16K trừ 8 nó sẽ luôn lớn không? Vì sao? Vì K lớn hơn bằng 3, cho nên 16K nó sẽ lớn hơn 16 x 3 và nó sẽ lớn hơn 8. Nó sẽ lớn hơn hẳn 8. Do đó thì 16K trừ 8 lớn hơn 0. Như vậy thì 3 mũ K cộng 1 nó sẽ lớn hơn 8K cộng 1. Do là 16K trừ 8 ở đây nó đã lớn hơn 0 rồi.
Như vậy thì bất đồng thức 1 nó cũng đúng với n bằng k cộng 1. Hay là 3 mũ n lớn hơn 8n với mọi n lớn hơn bằng 3. Như vậy để minh họa cho phương pháp quy nạp toán học, thầy đã đưa ra 3 ví dụ. Các ví dụ về chứng minh đẳng thức và bất đẳng thức liên quan đến số tự nhiên. Phương pháp quy nạp toán học nó còn được sử dụng trong nhiều bài toán liên quan đến số tự nhiên như là chứng minh tính chia hết. Thì ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu một cách khá cơ bản để phục vụ cho các bài học phía sau về dãy số và cấp số nhân hay cấp số cộng. Các em hãy luyện tập thêm trong phần luyện tập trên olm.vn nhé. Hẹn gặp lại các em.